Thưa quý vị, số lượng ổ dịch tả lợn châu Phi đang giảm mạnh trên cả nước. Theo dự báo của Cục Thú y, tháng 12 này, số lợn bị thiệt hại do dịch tả lợn châu Phi chỉ vào khoảng 50.000 con. Đây là tháng thứ 7 liên tiếp ghi nhận sự suy giảm đáng kể của đại dịch này trong năm nay. Tuy vậy, thì Chi Cục Thú y cảnh báo dịp cận Tết Nguyên đán rất có thể là dịch bệnh chưa có thuốc chữa này sẽ lại bùng phát. Chỉ với 50.000 đầu lợn bị tiêu hủy vì dịch tả lợn châu Phi trong tháng 12 này, thì số lợn bị tiêu hủy sẽ giảm tới 67% so với tháng 11 và giảm 96% so với tháng 5, tháng cao điểm của dịch. Đây là tín hiệu tích cực cho những nỗ lực kiềm chế dịch bệnh của các ngành chức năng. Cục Thú y đang tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, những cơ sở đảm bảo an toàn sinh học, tái đàn để tạo nguồn cung trong thời gian tới. Đơn vị này cũng sẽ đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ về kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Lựa chọn một số doanh nghiệp có tiềm năng, hỗ trợ xây dựng chuỗi chăn nuôi an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm để sử dụng trong nước và phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, Cục Thú y cũng cảnh báo nguy cơ dịch tả lợn châu Phi tái phát rất cao trong tháng tới bởi hoạt động vận chuyển, giết mổ và tiêu thụ lợn sẽ gia tăng để phục vụ nhu cầu Tết Nguyên đán Canh Tý. Trong đó, nguy cơ dịch bệnh lây lan từ biên giới các nước như Lào, Campuchia rất cao khi hoạt động buôn bán lợn lậu đang liên tục diễn ra. Thổ cẩm người Thái là sản phẩm mà Hợp tác xã Bản Áng Mộc Châu Sơn La lựa chọn để tham gia dự án hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số giảm nghèo, phát triển kinh tế thông qua áp dụng công nghệ của cuộc cách mạng 4.0. Với ý tưởng khôi phục lại nghề dệt thổ cẩm truyền thống bằng nguyên liệu nhuộm từ tự nhiên, Hợp tác xã Bản Áng đã góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái, đồng thời tăng thu nhập cho các thành viên từ việc bán sản phẩm thông qua công nghệ 4.0. Lấy quả củ bấn, củ nâu ngày xưa chúng tôi cũng thường ăn và thường nhuộm. Thì tôi đang sưu tầm tất cả những quá khứ của các cụ để lại để cho du khách nó thấy lạ đi thì chắc chắn nó mộc mạc hơn, nó sẽ mua. Khi mà tôi đi hái dược liệu chẳng hạn nha, thì tôi cũng có thể quay lên Facebook hoặc là tôi làm được cái sản phẩm gì đó là tôi chia sẻ trên Zalo, trên Facebook chẳng hạn. Mình cũng không giấu nghề bởi vì mình đang muốn là tất cả mọi người cùng biết tiếp cận với cái 4.0 tạo cho cộng thêm du lịch cả, cộng thêm bán hàng là cũng phải thu nhập trung bình cũng phải được 7 triệu trên một tháng. Tham gia dự án, 49 hợp tác xã tổ hợp tác với 784 thành viên đã lựa chọn những ngành nghề truyền thống hay đặc sản của địa phương để khởi nghiệp, đồng thời được hỗ trợ liên kết kinh doanh, quảng bá sản phẩm thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Chúng tôi đã kết nối được đồng bào dân tộc thiểu số với các nhà bán lẻ, sàn giao dịch như Lazada, Tiki, Shopee để bán hàng. Chúng tôi hy vọng rằng chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục áp dụng phương pháp này không chỉ với 49 nhóm tham gia dự án, mà hầu hết phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số trên khắp đất nước Việt Nam sẽ tự mình vươn lên thoát nghèo. Thông qua các hoạt động này thì thu nhập, đời sống của thành viên nhóm phải được nâng lên, được cải thiện. Và không chỉ cải thiện về vấn đề tiền, mà cải thiện về cả các dịch vụ cơ bản, đó là vấn đề nhà ở, vấn đề trình độ giáo dục dân trí, vấn đề nước sạch, vân vân. Sau 5 tháng thực hiện dự án, 100% số hợp tác xã tham gia đã được cải thiện về sản phẩm như chất lượng, mẫu mã, bao bì. 62% hợp tác xã đã có sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử. Đặc biệt, nhiều sản phẩm còn xuất khẩu được sang Pháp, Đức như mây che đan làng Diềm, Nghệ An. Đây là nền tảng quan trọng giúp phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm và thoát nghèo bền vững.